Vâng, xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Minh Phú Ô Tô của em. Hôm nay là ngày 26 tháng 5. Minh Phú Ô Tô sẽ báo giá cho các bác toàn bộ các mẫu xe sedan 2 đầu màu đen có mặt tại cửa hàng nhà Minh Phú Ô Tô ngày hôm nay các bác nhé. Đấy. Đầu tiên Minh Phú Ô Tô muốn giới thiệu các bác đó là chiếc Forte của hãng Kia bác nhé. Forte của hãng Kia. Chiếc xe này là một chiếc xe bản đặc biệt bác nhé. Đấy, bản số sàn 1.6, có cửa lóc, túi khí an toàn, phanh ABS 4 bánh, xi nhan tích hợp trên gương, gương tự cụp xe bác nhé. Đấy, điều hòa ô tu, cửa lóc. Đấy, bản này là bản đặc biệt bác nhé. Nhấn mạnh bác là bản này đặc biệt. Đấy, đi rất là đầm và chắc xe và sướng bác nhé. Đấy, dòng này thì nó làm nó là đầm xe, chắc xe, đi sướng lắm nha bác nhá. Cái này nó phải ngang ngửa mới lại dòng Camry bác nhá. Đấy, rất là rộng đẹp trường xe nhá. Đấy, bác xem rất là trường xe. Đấy, nội thất thì rất là sang trọng bác nhá. Đấy, bác, nội thất rất là đẹp sang trọng. Đấy, túi khí an toàn đây bác nhá. Đấy, chiếc xe này thì đã được lắp màn hình Android. Đấy, 12 inch bác nhá. Đấy, có cả chỉ đường dẫn đường nhá. Đấy, điều hòa ô tu, túi khí an toàn. Nói chung là chiếc xe cực kỳ chất luôn. Đấy, cửa lóc. Cửa lóc đây bác nhá, cửa sổ trời ấy. Đấy. Chiếc xe này bên em đang bán đại hạ giá bác nhá, chỉ có 280 triệu. Đấy, bao rút hồ sơ. Đấy, các bác về chỉ nhập tên mình trong một nút nhạc thôi bác nhá. Đấy. Chiếc xe cực kỳ chất bác nhá. Đấy. Tiếp theo đây nữa là chiếc Vios bác nhá. Vios bản Nimo. Máy 1.3 nhưng mà rất là tiết kiệm nhiên liệu và chạy thì rất là bốc nha bác nhá. Đấy, chiếc này bên em đang bán với giá 300, bao rút hồ sơ. Hồ sơ đã cầm tay rồi. Các bác về chỉ vào tên mình trong buổi sáng là ok rồi nhá. Chiếc xe này thì đã được trang bị la răng đúc bác nhá. Đấy. Keo chỉ zin nguyên 100%. Máy số là cam kết chưa ra bác nhá. Đấy, nội thất cũng rất là mới đẹp. Ghế bọc da rất là sáng đẹp nhé. Trần lỉ bọc ni lông từ mới bác nhé. Riêng chiếc này thì zin 100%. Máy số này chưa ra bác nhé. Đấy bác này. Rất là ok. Đấy, đã được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ bác nhé. Đây, tiếp theo nữa là chiếc Lachetti bác nhé. Lachetti 2009 nhập khẩu nguyên chiếc bác nhé. Đấy. Chiếc này thì cũng rất là trường xe. Chiếc này nó cũng phải ngang ngửa với lại hãng Honda Civic bác nhá. Đấy, nó rộng, rất là rộng. Trường xe, chắc xe. Đã được trang bị 4 la răng đúc rồi. Đấy, chiếc xe cũng cực chất này. Gương kính chỉnh điện. Cụp xòe gương này bác này. Đấy. Dòng nhập khẩu đi rất là sướng nha bác nhá, mà chắc chắn nhá. Đấy. Trần nỉ rất là sạch đẹp bác nhá. Đấy, ghế bọc da zin theo xe. Nếu mà bác nào mà yêu thích âm thanh nữa thì dòng này âm thanh cực kỳ ấm hay bác nhá. Riêng dòng này âm thanh cực hay.
Chiếc này thì bên em đang bán với giá 220 triệu thôi bác nhá. Đấy, 220 triệu thôi. Có chiếc Lachetti nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Đấy, tiếp theo đây nữa giới thiệu các bác là chiếc Honda Civic bác nhá. Đấy. Chiếc Honda Civic này là sản xuất 2008 bác nhá. Đấy. Sơn xi cũng rất là sạch đẹp rồi. Đấy, các bác sắm về là chỉ việc đổ xăng là đi thôi. Đấy, dòng Honda bác biết rồi. Rất là bền bỉ. Con này thì đăng kiểm cũng còn tương đối dài. Đăng kiểm còn tháng 1/2021 mới hết đăng kiểm bác nhá. Dòng Civic này thì nó là đi cũng rất là sướng bác nhá. Chắc chắn xe nhá. Đấy. Nội thất rất là đẹp. Ni lông trần đã bọc ni lông từ mới bác nhá. Đấy, dòng Civic này nó cũng túi khí an toàn cho người lái và túi khí bên phụ rồi bác nhá. Đấy, bác nhìn này, nội thất này, điểm vân gỗ rất là đẹp, nhìn đồ nhựa rất còn mới nhá. Tiếp theo đây nữa là chiếc Cola Atit bác nhá. Cola Atit 1.3. Đấy. Của hãng Toyota bác nhé. Đấy, xe này cũng rất là chất. Xe này là sản xuất 2002. Xe này bên em đang bán với giá có 135 triệu đây bác nhé. Đấy. Thì 135 triệu các bác đã có một chiếc xe sedan 2 đầu. Đấy. Một thương hiệu nổi tiếng đến từ Toyota Nhật Bản. Đấy, nội thất cũng rất là đẹp bác nhé. Đấy, dòng này là chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu, chạy rất là êm đầm chắc xe nhé. Đấy, video chi tiết các cái xe này thì ở Minh Phú Ô Tô đã có rồi bác nhé. Các bác mà quan tâm đến chiếc nào thì các bác điện thoại cho em theo số 0787 585 336 hoặc mời các bác đến xem xe trực tiếp tại xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Các bác ở miền Nam thì ok, chuyển tiền đặt cọc em chuyển xe vào. Khi nào bác nhận được xe thì chuyển đủ tiền cho em. Đấy, ngoài ra nhà em còn rất nhiều các mẫu xe khác nhé. Nhưng mà riêng hôm nay thì em chỉ giới thiệu các bác là 5 cái mẫu xe sedan 2 đầu có mặt tại cửa hàng nhà Minh Phú Ô Tô. Đấy, các bác mau chóng lựa chọn cho mình một chiếc xe phù hợp với điều kiện kinh tế của mình để đi cho nó nâng cao giá trị cuộc sống bác nhé. Bác nào mà xem video clip của em lần đầu thì cho em xin nút ấn đăng ký kênh và đừng quên ấn nút rung chuông để hàng ngày em quay video phục vụ bác thì bác sẽ là người tiếp cận video của em sớm nhất nhé. Vâng, xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video clip của em. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.